cái điệp bông đỏ. Mùa này đi đâu cũng bán bông điệp đỏ, vừa bông đỏ cây. Đã có những đường
Hỏi tới mùa có nhà chắc. Năm nay đàn bán tới tháng 9 mới có nước mới được. Giá mong có lượng. Thay thế cuộc đời. Cuộc đời nhiều khúc quanh. Chở xoài đi bán, chở xoài đi xuống chợ chở lò rạc bán. Ở đây có mảnh từ cá này. Còn cái chiếc ghe đi tới cũng lớn lắm mà sao thấy năng với cỏ không?